Xin kính chào quý vị. Hoàng Đạo đang có mặt tại khu đô thị Phương Đông Vân Đồn, một dự án nằm ngay mặt đường bao biển 58m, ba mặt giáp biển Vịnh Bái Tử Long. Điều đặc biệt là dự án đã làm xong hạ tầng, tách sổ từng lô, vận hành du lịch rồi mới bán hàng. Ít dự án nào có thể làm được tính đến thời điểm hiện tại. Mời quý vị hãy cùng theo chân Hoàng Đạo cập nhật tiến độ thực tế của dự án nhé. Kính thưa quý vị, Hoàng Đạo đã có video đánh giá chi tiết về dự án Phương Đông Vân Đồn. Hoàng Đạo sẽ gắn link bên dưới để quý vị cùng tìm hiểu kỹ hơn về dự án. Chúng ta cùng đến với tiến độ thực tế của dự án khu đô thị Phương Đông. Đầu tiên là hạ tầng cơ bản, bao gồm điện đường, công viên cây xanh, vỉa hè trên toàn dự án đã làm xong. Bãi tắm 1,7 km đã được chủ đầu tư hoàn thiện rất đẹp, đang khai thác du lịch. Đây là bãi tắm đầu tiên tại Vân Đồn được cấp phép hoạt động 24/7. Công viên nước và bể bơi vô cực trên bãi biển đã được chủ đầu tư hoàn thiện ngày càng đẹp hơn, phục vụ nhu cầu cho khách du lịch trong và ngoài nước. Quảng trường biển và trung tâm tổ chức sự kiện với màn hình LED hiện đại và lớn nhất tại Vân Đồn vẫn đang là nơi tổ chức các hoạt động thường niên lớn nhỏ của huyện đảo Vân Đồn trong thời điểm hiện tại và trong tương lai. Các chủ nhân nơi đây bắt đầu xây dựng và kinh doanh buôn bán ngay tại dự án như khách sạn, cà phê, karaoke, homestay và các loại hình kinh doanh khác. Ngoài hệ thống phố đi bộ và đại nhà hàng ven biển đang hoạt động tấp nập, chủ đầu tư Phương Đông đang triển khai xây thêm shophouse, khu phố ẩm thực và mua sắm để đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước đang ngày càng tăng cao. Tuyến đường trung tâm 58m của khu kinh tế đêm Vân Đồn tại khu đô thị Phương Đông đã hoàn thành xong cùng hệ thống đèn tín hiệu giao thông đang phục vụ người dân di chuyển và chuẩn bị thông toàn tuyến vào cuối năm 2022. Hiện nay, chủ đầu tư Phương Đông đang ra mắt hai phân khu tiềm năng để các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội. Đầu tiên là phân khu đất nền liền kề 37 và liền kề 38, với diện tích trung bình cho mỗi lô đất là 87,5m², mặt tiền 5m, dài 17,5m, được xây 100% diện tích đất và cao không quá 5 tầng. Nằm ngay ngoài trục đường 58m trung tâm, cạnh quảng trường nhạc nước, khu vui chơi thể thao, trung tâm thương mại, khách sạn, phân khu biệt thự biển, cách bãi tắm khoảng 200m, đặc biệt nằm trong phân kỳ phát triển du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí. Ngoài địa ở, lợi thế kinh doanh trong tương lai là rất lớn. Như quý vị cũng biết, với một vị trí nằm ngoài đường bao biển tại Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng hay gần đây nhất là Hạ Long, không có giá dưới 150 triệu trên mét vuông, mà hiện nay liền kề tại Phương Đông đang có mức giá khoảng 55 đến 60 triệu trên mét vuông, thì đây vẫn đang là vùng trũng về giá. Đặc biệt, có sổ đỏ lâu dài trao tay, hình thức thanh toán cực kỳ linh hoạt, từ 12 đến 24 tháng, thì đây chính là sản phẩm đầu tư an toàn, sinh lời đột phá mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua phân khu đã mong chờ nhất cho các quý nhà đầu tư. Phân khu biệt thự, với diện tích 300m², mặt tiền 15m, dài 20m, được xây một tầng hầm và 3 tầng nổi, dễ dàng kết nối tới trục chính đi thẳng ra bãi biển và quảng trường trung tâm. Trục kinh tế đêm 32m sẽ kết nối phân khu biệt thự với đường nối lên cao tốc và sân bay, một vị trí kết nối cực kỳ chiến lược. Phân khu biệt thự có hệ thống giáo dục trường học liên cấp, khu khách sạn, nhà hàng, công viên cây xanh, khu vui chơi thể thao, giải trí. Đặc biệt, tuyến đường kinh tế đêm 32m sẽ là tuyến đường phát triển kinh doanh xuyên đêm 24/7, mang tới tiềm năng thương mại cực lớn trong tương lai. Thực trạng hiện nay là Vân Đồn chưa có phân khu nào dành cho người giàu sinh sống, trong khi biệt thự tại Phương Đông là phân khu luxury nhất của dự án, nơi hình thành nên cộng đồng dân cư văn minh đẳng cấp. Đặc biệt, có số lượng khan hiếm chỉ 200 lô, tạo nên tính thanh khoản cực cao trong tương lai. Và điều đặc biệt hơn là các lô biệt thự nơi đây có giá chỉ từ 29 triệu trên mét vuông, sổ đỏ trao tay, một mức giá thực sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Tầm nhìn khoảng 2 đến 3 năm tới, khi Vân Đồn hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ thúc đẩy sản xuất đầu tư. Lúc đó, có nhiều người giàu, chuyên gia, kỹ sư nước ngoài hay chủ doanh nghiệp về đây làm việc, cần tới một nơi lý tưởng như biệt thự Phương Đông để sinh sống, sẽ đưa giá trị những căn biệt thự nơi đây x2, x3 so với mức giá hiện nay. Trong khi đó, quý nhà đầu tư có thể lựa chọn thanh toán nhanh 100%, sang tên sổ đỏ hoặc thanh toán tiến độ rất giãn từ 12 đến 24 tháng. Một cơ hội đầu tư thực sự hấp dẫn phải không quý vị? Kính thưa quý vị, để biết thêm thông tin chi tiết, bảng giá và phương án đầu tư cụ thể, quý vị vui lòng liên hệ Hoàng Đạo qua hotline 0968 226 123. Nếu thấy thông tin bổ ích, quý vị hãy like và chia sẻ tới mọi người quý vị nhé. Đừng quên đăng ký kênh
bấm vào nút quả chuông để nhận những thông tin mới nhất từ Hoàng Đạo trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.